Qua ghi nhận tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Tuyên Quang trong 3 ngày đầu tháng 7, lượng khách hàng đến giao dịch tăng đáng kể so với những ngày trước đó. Nhiều khách hàng không thể tự thao tác xác thực sinh trắc học trong giao dịch ngân hàng nên đến ngân hàng để nhờ hỗ trợ. Vì thế đã dẫn đến tình trạng quá tải tại các quầy giao dịch cũng như trên hệ thống tiếp nhận thông tin. Nhiều khách hàng than phiền vì không thực hiện được các giao dịch trong ngày do ứng dụng yêu cầu cập nhật sinh trắc học. Nhưng khi khách hàng tự thực hiện cập nhật ở nhà thì lại không được, không thực hiện được các bước kế tiếp theo yêu cầu. Tôi ở nhà thì có giao dịch ấy, có nhận được thông báo là mới sinh trắc học ấy, nên là giao dịch từ 10 triệu lên đấy, nên là tôi gặp trục trặc không biết xử lý, đến đây nhờ ngân hàng xử lý giúp để cho tiện cho mình giao dịch. Tôi dùng ngân hàng của bên này lâu rồi, mấy năm rồi, nhưng mà từ ngày 1/7 giờ giao dịch lỗi là không giao dịch được, hôm nay đến đây hỗ trợ nâng cấp. Đã qua ở nhà là không làm được. Nhà tôi nghe được thông báo rồi, chuyển đổi từ 1/7 thì hôm nay tôi đây hàng. Theo quy định mới, từ ngày 1/7 năm 2024, đối với khách hàng cá nhân khi giao dịch trên 10 triệu đồng hoặc tổng giao dịch trong ngày hơn 20 triệu đồng sẽ phải kiểm tra sinh trắc học hay còn gọi là khuôn mặt. Do đó, khách hàng cần xác thực sinh trắc học với ngân hàng đảm bảo giao dịch thành công. Để hỗ trợ khách hàng, các ngân hàng đã tăng cường hỗ trợ cài đặt sinh trắc học tại các điểm giao dịch. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi tình trạng quá tải vì lỗi hệ thống. Ngân hàng BIDV đã bố trí nhân sự hỗ trợ khách hàng cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Từ mùng 1/7 thì các giao dịch đều chuyển tiền bằng khoa sinh trắc học. Trong 1-2 ngày đầu thì do lượng khách hàng đến cài đặt sinh trắc học rất là nhiều, thì nó có một số hiện tượng nghẽn hạn. Bắt đầu ngày thứ 3 thì BIDV đã nâng cấp chương trình, sinh trắc học đã diễn ra rất là thuận lợi và chúng tôi đang hỗ trợ khách hàng cài đặt sinh trắc học kể cả thứ Bảy Chủ nhật. Việc bắt buộc cập nhật sinh trắc học nhằm ngăn chặn rủi ro cho chủ tài khoản khi kẻ gian rút tiền nhiều lần với số lượng lớn. Mục đích của các quy định này nhằm đảm bảo đúng là chính chủ đang thực hiện chuyển tiền, qua đó góp phần đảm bảo an toàn cho chủ tài khoản. Để tránh bị kẻ gian lợi dụng, các ngân hàng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các số điện thoại lạ gọi điện đến tự xưng là nhân viên ngân hàng hỗ trợ cài đặt sinh trắc học và không truy cập vào các link lạ. Khi cần hỗ trợ, khách hàng hãy đến các điểm giao dịch ngân hàng gần nhất để được hỗ trợ.